Thời điểm trên, hai thanh niên chở nhau trên xe máy mang biển kiểm soát 60Y129252 lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân theo hướng từ chợ Búng ra quốc lộ 13. Khi xe vào đoạn cua thuộc phường An Thạnh thì không làm chủ được tốc độ khiến xe máy lao vào cột đèn chiếu sáng trên vỉa hè. Cả hai thanh niên ngã văng ra khỏi xe khiến Nguyễn Văn Nghĩa, 18 tuổi, ngụ Bình Dương, tử vong tại chỗ. Người bạn đi cùng bị thương nặng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc. Đến 15:30, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.